Anh hẹn em ra đây có gì không? Mấy bữa nay anh gọi sao em không bắt máy, nhắn tin thì em không trả lời hả? Em bận. Em bận cái gì? Hồi lúc sao em không bận, giờ em bận hoài vậy? Đó là chuyện của em. Ok ok, bây giờ anh nói thẳng nha. Em chán anh rồi. Cái gì? Em chán anh rồi, em không hiểu hả? Em nói vậy mà nghe được hả? Sao mà không nghe được? Anh nghĩ đi, em quen anh được cái gì? Một thằng sửa ống nước quen. Anh ơi, bây giờ thời đại nào rồi? Anh còn nghĩ chuyện tình yêu thật lòng hả? Một tấc liều tranh hai quả tim vàng hả? Ăn được, sống được. Em sao? Em muốn chia tay. Chồng nghe này vợ. Tự nhiên nước nhà mình bị hư rồi, em mở nước không được. Thì vợ xem nó hư chỗ nào đó. Xem mấy cái khóa nước xem. Sao mà em xem được, em là con gái mà. Thì có mỗi cái việc đó em kiểm tra xem như thế nào. Giờ chồng mới coi sao, về sửa đi chứ. Tí em còn phải hẹn bạn đi chơi rồi, giờ không có nước sao tắm. Nhưng mà chồng đang ở công trình, không về được. Tôi sẽ gọi hẳn tiêu công ty của ông cho ông biết. Alo. Cho tôi hỏi có phải là công ty cung cấp nước Nguyễn Hậu không ạ? Phải à, mà chị cần gì ạ? Chào anh, thì hiện tại nhà của tôi không biết làm sao mà bị cúp nước mất tiêu rồi. Anh có thể nào cho nhân viên đến sửa cấp liền cho nhà tôi được không ạ? Được chị ơi, mà nhân viên bây giờ hiện tại thì đang sửa chữa tới nhà khác. Chị cứ để lại thông tin đi, có gì thường nhân viên tôi về. Tôi sẽ qua nhà chị sửa liền cho chị. Địa chỉ của tôi là 345 đường Tân Thới Hiệp 07 ở quận 12 á. Anh hóng nhân viên giùm tôi nha. Rồi, nhân viên về tôi sẽ kêu sửa liền cho chị. Tôi còn gấp lắm luôn á. Rồi.
vậy trời? 5 phút hơn rồi chưa tới là sao? Công ty làm ăn kỳ cục. Dạ dạ chị ơi, từ từ chị ơi. Ôi anh nghỉ anh luôn á, bây giờ em cần tắm lắm rồi, bây giờ anh không tới là chết em luôn á. Rồi rồi rồi, tôi sẽ anh tới liền nhà chị để sửa cho chị đi. Rồi anh gấp gấp giùm em nha. Rồi rồi rồi. Anh cảm ơn. Ôi người ta đang uống cà phê vậy? Ủa, em quên hôm nay là ngày gì rồi hả? Ngốc quá à, ta nói vậy thôi chứ ta nhớ chứ. Hôm nay là kỷ niệm 2 năm yêu nhau của tụi mình. Đúng rồi đó. Mà anh làm gì có tiền mà dặn em uống cà phê? Thì anh đi làm sửa ống nước đó, là mấy tháng nay anh để dành nè. Không lẽ dắt em đi chơi một bữa cũng không được hay sao? Nhưng mà tốn kém lắm. Trời, tốn gì đâu em. Em thấy không lẽ anh không có ý định đổi nghề hả? Ủa, cái nghề anh sửa ống nước cũng kiếm tiền như bao người khác mà. Em nói vậy là sao? Ý em không phải vậy. Chỉ là... Thôi mà nè, anh có món quà tặng cho em nè. Gì vậy? Tên tên. Trời, ở đâu mà anh có? Mua cho em vậy? Mấy tháng nay em đi làm nè, mới mua được chiếc nhẫn cho em đó. Anh thích không? Ừ. Để dùng tay. Đây. Vừa luôn ta. Cảm ơn anh. Ừ. Tôi có sửa ống nước. Mệt mệt nhà. Cũng 5 năm rồi anh nhỉ. Kể từ ngày mà em với anh chia tay nhau. Giờ anh vẫn vậy. Anh chỉ già đây một chút thôi, nhưng công việc đam mê của anh vẫn vậy em à. Ừ, đúng rồi, đam mê của anh. Bởi vậy cả đời này anh đâu bao giờ thoát khỏi cái kiếp sửa ống nước. Cũng may á là ngày xưa em không đi theo anh, không thì chắc bây giờ em phải sửa ống nước theo anh quá. Mỗi người mỗi ngành em ơi, chứ ai cũng chọn công việc nhẹ nhàng như em á thì công việc cực khổ ai sẽ làm hả em? Đối với anh, lao động là vinh quang mà. Đúng rồi, lao động là vinh quang. Vinh quang của anh á là chui vào những nơi mà người ta... À mà thôi, mời lên lầu sửa ống nước. Nè, đây nè. À, con đi ra ngoài đi, để tôi sửa. Xin của ai cả. Đã nghèo mà phát. Thôi, tôi đi về. Ok vợ. Ok giám đốc. Ủa, em chào giám đốc ạ. Ủa giám đốc ơi, đi đâu đến nhà em à? Ông nước nhà cậu có vấn đề. Vợ cậu gọi lên công ty hối quá. Lúc đó thì anh em đi làm hết rồi, nên tôi phải đi sửa luôn. Nhà trời, có một cái việc còn con như vậy mà để giám đốc phải động chân động tay phiền quá. Cậu đừng có nói như vậy. Cậu quên, tôi đã từng là một thợ sửa ống nước hả? Dạ. Giám đốc, anh là gì?
À, xin lỗi bạn. Chồng chỉ là anh thợ sửa ống nước thôi. Sao anh nói với em là giám đốc? Anh dám ghẹ em hả? Ta chồng cũng không muốn làm việc đó. Chồng cũng không muốn ngàn gặp. Thế nhưng mà chồng sợ vợ coi thường công việc của chồng. Thế nên nè, cậu đừng nói như vậy nha. Vợ chồng phải quan tâm chia sẻ với nhau. Công việc nào cũng có giá trị của nó. Cậu nói như vậy là không được đó. Dạ em biết rồi. Có gì để em rút kinh nghiệm. Cảm ơn sếp. Em xin lỗi giám đốc. Em có hơi... Thôi, không có gì đâu. Thôi tôi đi về đây. Giám đốc ở lại ăn cơm với vợ chồng em chứ. Tôi có hẹn với đối tác mới rồi. Hẹn vợ chồng cậu dịp khác nha. Em chào sếp. Cho chồng xin lỗi. Chồng cũng chỉ sợ là vợ coi thường công việc của chồng thôi. Và công việc nào á, nó cũng có giá trị của nó. Mình không ăn trộm ăn cướp, không làm trái với đạo đức lương tâm, phải trái với pháp luật là được. Vợ đừng buồn chồng nữa chứ. Em biết rồi, nhưng mà sau này không có được, nó giấu em nữa đi chung. Biết rồi. Thôi, vậy đi tắm đi, để chồng đưa đi ăn.